Đây, chiến dịch làm nông dân 4.0 đã xong. Đây là hệ thống máy bơm tưới tự động. Đấy, đây là điều khiển tưới tự động. Mình muốn cho ngày tưới bao nhiêu thì tưới, ngày 2 lần hoặc là 4 lần hoặc là 1 lần, bao nhiêu phút tỷ. Đấy, mình sẽ cài là từ 6 giờ sáng một lần và 6 giờ tối. Đấy, đây là hệ thống, và đây là cái bộ lọc này. Đấy, hai cái bộ lọc cặn lọc dơ, lọc cát. Đấy, để không là nó nước ra nó ảnh hưởng đến bé tưới. Đấy, vào đây là hệ thống dẫn ra này. Đó. Hệ thống dẫn ra này. Mình hôm nay mình phải xài khoảng tầm 40 cái bét. Đây, bét 60 giờ 1 lít. À, 60 lít 1 giờ. À, chảy các bạn này phun xương này. Chỉ phun xung quanh gốc thôi nhá. Mình có thể chỉnh lớn, chỉnh nhỏ được. Đấy. Mình sử dụng 60 cái bét. Đây là đường ống dẫn ra này. Đó, dẫn ra tất cả các cây. Một cây đều có bét. Một cây một bét. Rất tiết kiệm nước. Đây các bạn nhìn, bét nó đang chạy này. Đấy. Rất là hợp lý luôn. Tưới phủ mát gốc luôn. Xung quanh gốc mà không bị ảnh hưởng bay ra khác. Khi là cây to mình sẽ điều chỉnh lên bán kính sẽ lớn hơn. Đấy, tất cả các cái bét mình đều chạy rất là mạnh từ đầu nguồn cho tới cuối nguồn. Đây các bạn xem này, từng cây đều có bét luôn, mỗi cây một bét. Đây, trong quá trình mình làm 2 ngày sử dụng 40 cây bét, gần 1.000 mét đất trồng tất cả các loại cây bưởi. Đây mình sử dụng cả bét nhỏ tới gốc nó luôn. Bét xoay, bét phun, bét đầu nhỏ. Đây, các bạn nhìn xem, bét nào cũng hoạt động rất là ok luôn. Từ đầu nguồn cho tới cuối nguồn. Các bạn nhìn xem. Đây, đây là cuối nước nhé. Chiều dài của mình là khoảng tầm 50 mét. Bét nào cũng chạy. Đây, các bạn nhìn xem cuối nước nha. Chạy rất là ok luôn. Phun rất là đều. Đấy. Mình trồng sầu riêng này. Đấy, các bạn nhìn xem này. Phun sầu riêng này. Đấy, mưa lâm tâm nữa. Sầu riêng, mít. Rồi măng cụt. Đây nha, đây bét này là cuối này, tầm 50 mét này. Các bạn nhìn nó vẫn chảy như là đầu bét luôn. Mình sử dụng bơm một ngựa. Đó. Xung quanh luôn. Cây to cây bé đều sử dụng bét luôn, rất là phù hợp. Đây này, đây là măng cụt nhỏ. Chạy công mình nghiên cứu, công mình lắp đặt, mua vật liệu về lắp. Đó. Tưới ẩm gốc rất là hợp lý. Mình sẽ hẹn giờ, mình không ở đây nên mình sẽ hẹn giờ. Một ngày sẽ tưới, mùa mưa sẽ tưới một lần vào buổi chiều, còn mấy nữa mùa nắng mình sẽ tưới 2 lần, một lần 6 giờ sáng 6 giờ tối. Có nghĩa là tưới trong 5 phút hoặc là 10 phút tùy mình đặt cái bộ hẹn giờ, tới giờ là sẽ công tắc điện nó sẽ làm việc. Đó. Đây là mình không phải mất công xuống đây để tưới cây ăn trái. Đây, hệ thống tưới một vườn nhà mình luôn. Đấy, chia sẻ cho các bạn để các bạn xem tham quan. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Lần sau màn ban ngày mình sẽ quay chi tiết sáng hơn. Chi tiết. Đây là mình vừa mới lắp xong rồi, mình quay sơ bộ cho các bạn xem thôi. Đấy, các bạn này, đây là cây mận này. Đấy, mình sẽ chạy dưới gốc. Còn đây là đu đủ này. Mình sẽ tưới như này để dùng cho cây đu đủ. Rất là hiệu quả. To thì mình sẽ làm lớn, còn nhỏ mình sẽ tưới nhỏ như này. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.